Radio Kinh Dị xin được kính chào tất cả quý bạn và các vị đang theo dõi trên kênh truyện của Bá Tiến. Và mọi người thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta đã bước sang tập số 90 rồi. Cũng ngót nghét gần 100 tập đi cùng đồng hành với bộ truyện Tất Cả Bạn Gái Tôi Đều Là Lệ Quỷ. Chúng ta khám phá ra được một thế giới tâm linh linh dị qua từng câu chuyện của tác giả và qua sự diễn đọc của Bá Tiến cùng với sự đồng hành của tất cả mọi người đã làm nên một bộ truyện vô cùng tuyệt vời. Chương hôm trước là chương 489 rồi và chuẩn bị ít phút nữa thôi thì Tiến sẽ mời mọi người sẽ cùng theo dõi chương 490. Và quý vị đừng quên ủng hộ Ba Tiến cũng như là kênh Radio Kinh Dị đạt được 5.000 sub bằng cách đó là quý vị là người mới đến thì có thể ủng hộ Ba Tiến bằng cách đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để mỗi khi ra chuyện quý vị đều được thông báo một cách nhanh nhất. Và bên cạnh đó thì trong quá trình nghe chuyện với những video mà Tiến public để dạng công chiếu thì quý vị vừa nghe vừa comment tương tác với cả Ba Tiến. Ba Tiến sẽ cùng với quý vị trao đổi ở một comment ở bên cạnh ô bên phải của màn hình nhé. Và trên thế nữa là quý vị có thể ủng hộ Ba Tiến bằng cách donate cho Ba Tiến dưới nhiều hình thức, đó là qua ví PayPal hoặc quý vị là người Việt Nam thì có thể donate qua tài khoản ngân hàng hoặc Momo. Những khoản chi phí nhỏ đó thì Tiến sẽ góp lại và mua tác quyền với những bộ truyện mới. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với tập ngày hôm nay, tập 90. Chương 490, Bi Thương. Ok, anh biết rồi. Nghe Ứng Tư Tuyết nói xong, Nhạc Chấn Đào trả lời. Anh đi trước đây. Nhờ em chăm sóc cậu mình nhé. Dạ. Tư Tuyết đứng dậy, tiến anh ta đi về. Anh phải nhớ duy trì liên lạc nhé. Thấy chuyện không ổn là phải chạy ngay. Anh Toàn là số 1 đấy. Nhạc Chấn Đào cười nhẹ. Em yên tâm đi, anh sợ nhất là cái chết đấy. Có gì bất thường là anh vọt liền. Cầm thiết bị và tờ giấy mà Ứng Tư Tuyết đưa, Nhạc Chấn Đào liền ra khỏi khách sạn. Trên tờ giấy đó có một cái địa chỉ. Nhạc Chấn Đào biết khu vực đấy. Nơi ấy là một khu phố cổ sát rìa nội thành cổ Cửu Giang. Theo cách nói dân dã, đó là khu vực nông thôn chưa được quy hoạch, còn được gọi là khu nhà lều. Trong vùng đó thì các con ngõ nhỏ vô cùng chật hẹp, nhà cửa thấp bé mục nát. Dân cư nơi đấy có mức sống được xếp vào loại thấp nhất trong cả cái thành phố này. Nói cách khác thì người dân sinh sống ở đây chính là những mảnh đời cơ cực nhất giữa tòa thành thị. Chẳng lẽ đây là nơi trú ngụ của quỷ diện sao? Nhạc Chấn Đào cất tờ giấy vào, ngoắc một chiếc taxi rồi biến mất tại góc đường. Cùng lúc đó, Dương Húc Minh vừa ngáp dài, vừa thay đồ ngủ, nhảy lên giường đánh một giấc trong khách sạn. Nhưng mà ngay khi hắn ngồi lên giường, một cơn gió lạnh u ám đột nhiên len lỏi qua căn phòng. Cảm giác lạnh gáy khiến lòng người run rẩy, vô cùng quen thuộc với cả bản thân hắn. Dương Húc Minh đột ngột xoay người lại theo bản năng nói: "Ai đấy?" Đồng thời tay của hắn chụp lấy thanh sát phụ kiếm đang gác tại đầu giường. Trong thời điểm mất đi năng lực triệu hồi ngọn lửa quỷ như bây giờ, thanh kiếm này chính là vũ khí duy nhất của hắn. Chỉ là cơ thể của Dương Húc Minh đang trong trạng thái vô cùng suy yếu. Ngay khi hắn chụp lấy thanh đại kiếm thôi, nhảy lên giường, hai chân run rẩy mất lực, té xuống mặt đất trong nháy mắt. Mặt của hắn úp xuống sàn phòng. Chết cha! Hắn ngẩng đầu lên, mặt mày xám xịt. May thay, mặt đất trong phòng khách sạn này có lót thảm nhung nên mới không bị thương. Trong khi đó, một bóng người màu trắng lặng lặng xuất hiện nơi góc phòng. Giữa ánh sáng âm u, cô ta cúi đầu thấp, ôm một quyển nhật ký trong lồng ngực, chẳng nói tiếng nào cả. Dù cho Dương Húc Minh có thể té xuống nền đất, cô ta vẫn đứng im, không hề cử động, cũng chẳng hé răng, tương tự như là một bức tượng vậy. Dương Húc Minh ngồi bệt trên thảm, nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiểu Tư đang đứng tại nơi đấy.
Hắn chần chờ vài giây rồi dò hỏi: "Em sao thế tiểu thư?" Trong bóng tối, cô gái xinh đẹp kia vẫn im lặng, chẳng buồn lên tiếng, không buồn trả lời câu hỏi của Húc Minh. Húc Minh nhìn cô ta, hơi lo lắng một chút. Trong thời điểm hiện tại thì có thể nói, Dương Húc Minh đang rơi vào trạng thái suy yếu nhất. Hắn không thể nào sử dụng năng lực của quỷ. Trong khi Lý Tử từng kiềm chế tiểu tư cũng đã biến mất. Trong khi bản thân của hắn bị mất hết thể lực vì cô nàng Lý Tử kia. Nếu mà hỏi rằng khi nào dễ dàng giết Húc Minh nhất, câu trả lời chính là ngay tại lúc này. Hiện tại thì nếu tiểu tư xông lên giết hắn, vậy chắc chắn tiểu tư có thể một mình chiếm hữu hắn vĩnh viễn. Do đó thì Húc Minh cực kỳ căng thẳng. Hắn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, không dám có bất cứ lơ là nào. Dù gì đi nữa thì sự thật chính là tiểu tư muốn giết hắn. Đã từng có tiền lệ, cô nàng này đã kết án xử quyết hắn trước đây mà không phải chỉ một lần. Thế là Dương Hùng Minh đứng cạnh giường, trừng mắt nhìn tiểu tư, trong khi cô ấy không có bất cứ chuyện động nào khác cả. Hai người đứng giằng co nhau như thế hơn nửa ngày. Cô bé trong bóng tối vẫn chẳng hề ra tay. Tiểu tư chỉ đơn giản là ôm quyển nhật ký, cúi thấp đầu, yên lặng đứng đấy, chẳng muốn gây ra bất cứ hành động nào khác. Sự đối lập như thế này kéo dài hồi lâu. Dường như mình cảm thấy mình khó mà chịu đựng được bầu không khí này. Phải kéo căng tinh thần từng giây một để đề phòng tập kích. Trong khi tình hình đã kéo dài thật lâu, cơ thể suy nhược của hắn gần như đang chịu đựng một tải trọng cực lớn đang đè lên. 10 phút sau, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, căng thẳng nhìn tiểu tư chằm chằm. Sau đó hắn nhẹ nhàng lùi về sau một bước. Ngay lúc ấy thì tiểu tư đang nấp mình trong bóng tối cũng di chuyển. Một cơn gió lạnh âm u lướt ngang qua căn phòng. Dương Húc Minh ngẩn người ra, vì bóng dáng của tiểu tư đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn rồi. Đách. Trong nháy mắt, hắn giật điếng người. Thế nhưng mà đòn tấn công trong dự đoán không hề trúng đích. Chính xác hơn là đòn tấn công ấy không hề xuất hiện. Dương Húc Minh quay đầu, nhìn xung quanh, bèn nhận ra một bóng người đang đứng yên lặng tại đấy. Cô ấy cúi thấp đầu, dựa lưng vào cửa chính căn phòng, không hề lên tiếng, giống như một pho tượng đá vậy. Thế nhưng Dương Húc Minh nào dám xem cô ta là pho tượng đâu, vẫn căng thẳng quan sát cô ấy liên tục. Một lát sau thì hắn mở miệng hỏi thăm lần thứ hai. "Tiểu tư, em tìm anh có việc gì không vậy?" Sự im lặng lúc này còn đáng sợ hơn những giây phút vừa rồi. Dương Húc Minh không thể nào xác định lý do khiến tiểu tư xuất hiện. Cô ta vẫn cứ thế, không chịu hành động. Cái thái độ này đáng sợ gấp ngàn lần so với cả việc cô ấy vừa hiện thân là lao đến giết ngay. Sự giằng co y hệt ban nãy lại xảy ra. Mãi tới tận vài phút sau, ngay khi Dương Húc Minh đã không thể kiên nhẫn nổi, đang định bụng tìm cách trốn đi, thì tiếng chuông cửa vang lên. Song song với tiếng chuông ấy là giọng nói lo lắng của Ứng Tư Tuyết. "Dương Húc Minh, mở cửa nhanh lên, quyển nhật ký của tiểu tư đã mất rồi, anh mở cửa nhanh lên." Vừa nghe như vậy thôi thì tiểu tư đứng chắn ngay cửa bỗng nghiêng đầu, tựa hồ đang muốn nhìn xuyên qua cánh cửa ấy. Tiếng chuông cửa vẫn reo liên hồi, thậm chí Tư Tuyết bắt đầu phá cửa. Âm thanh đùng đùng vang lên cực kỳ chói tai. Tà áo trắng của tiểu tư tung bay phất phới. Cô ấy quay đầu lại, gương mặt vô hồn, hai mắt nhìn chằm chằm Húc Minh. Ngay khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Dương Húc Minh trông thấy đôi mắt lạnh lùng, thẫn thờ kia chảy ra hai hàng lệ máu. Hắn ngớ ra, không hiểu mô tê gì cả. Hắn cảm nhận ra được một nỗi bi thương đang lan tỏa.
hắn chẳng hiểu cảm giác của mình thế nào cả. Nhưng mà lồng ngực của hắn lại quặn đau, khiến con mắt của hắn cũng cảm thấy cay nồng. Sau đó Tiểu Tư biến mất. Cô gái trong tà váy trắng tinh khôi ôm quyển nhật ký trong ngực kia, cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Tiểu Tư hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng này. Khi đến chẳng thấy hình, khi đi cũng chẳng thấy bóng. Hắn còn nghe được một tiếng thét to lo lắng của Ứng Tư Tuyết ngoài cửa, và tiếng chuông phòng vang lên dồn dập hơn. Hắn cũng sợ Ứng Tư Tuyết không kiên nhẫn nổi, đánh nát cửa phòng thì nguy to, bèn lao vội đến mở cửa ra. Ngay khi hai người đối mặt, Ứng Tư Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Sao lâu như vậy mà không trả lời em vậy hả? Em còn tưởng anh bị Tiểu Tư bắt đi rồi chứ hả? Quyển nhật ký vốn được cất bên phòng của Ứng Tư Tuyết. Dù sao thì Dương Húc Minh cũng khuyết thiếu năng lực tự bảo vệ mình trong thời điểm hiện tại, nên cô ấy luôn lo lắng Dương Húc Minh sẽ bị Tiểu Tư đánh lén lúc nửa đêm. Xem ra có lẽ Ứng Tư Tuyết nhận ra quyển nhật ký của Tiểu Tư biến mất, sợ Dương Húc Minh gặp nguy hiểm nên chạy vội sang đây. Mà đúng như vậy thật, nhờ cô ấy gõ cửa phòng mới làm cho Tiểu Tư biến mất. Thế nhưng mà chẳng biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy Tiểu Tư có vẻ gì đó khác khác so với trạng thái của cô ấy trước đây. Một cảm giác không tên xuất hiện. Hắn cứ nghĩ rằng Tiểu Tư ở thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ không giết hắn. Chương 491. Tiểu Tư. Loại cảm giác mơ hồ, khó rõ nguyên nhân này, Dương Công Minh hoàn toàn không hiểu thấu. Thời gian gần đây từ chuyến đi Bành Trạch trở về, Tiểu Tư luôn gây cho hắn cảm giác bất an. Tựa hồ cô nàng này hiện tại tâm tình rất không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến đòi mạng hắn. Nhưng mấy phút song phương đối mặt vừa rồi, Húc Minh lại cảm nhận được một tâm trạng tuyệt vọng, bi thương. Loại cảm xúc bi thương này, cho dù chỉ thoáng qua trong chốc lát thôi, cũng khiến cho Dương Húc Minh hai mắt cay đỏ, hô hấp tựa hồ bị bóp nghẹt. Hắn không cách nào hình dung được tâm cảnh của Tiểu Tư lúc này có bao nhiêu tuyệt vọng. Rất hiển nhiên là dạng cảm xúc này dồn nén của Tiểu Tư, cuồn cuộn như sóng ngầm, tuyệt đối không bình tĩnh giống như biểu lộ bên ngoài đâu. Ngẫm nghĩ một lát, Dương Húc Minh thở dài nói: anh cảm thấy Tiểu Tư tạm thời sẽ không manh động. Vừa rồi cô ấy không hề có ý định giết người. Sau đó hắn đem sự việc vừa mới phát sinh kể lại cho Ứng Tư Tuyết nghe. Sau khi Ứng Tư Tuyết vào phòng của hắn, cô nàng đã cẩn thận lục soát, kiểm tra tất cả mọi ngóc ngách trong một lượt, tìm vô cùng kỹ cả. Dương Húc Minh lặng lặng đi theo nhìn, cũng không hỏi Ứng Tư Tuyết đang muốn tìm gì. Thẳng đến khi hai người soát hết cả ba khu vực nhà tắm, phòng ngủ, phòng khách, Ứng Tư Tuyết lúc này mới ngồi xuống hỏi hắn. Đã tìm qua một lượt rồi, toàn bộ không có gì khả nghi cả. Tiểu Tư thật sự chỉ hiện thân rồi sau đó cái gì cũng không làm sao? Tư Tuyết lắc lắc đầu, cảm thấy rất hồ nghi. Tiểu Tư giai đoạn này cùng anh đối nghịch, thật sự là có ý định giết người không sai. Lấy tình trạng của anh hiện tại thì muốn ra tay hạ thủ anh tuyệt đối không thoát được đâu. Cơ hội tốt như vậy nhưng mà Tiểu Tư không làm. Cô ấy rốt cuộc muốn gì vậy? Ứng Tư Tuyết nghĩ muốn nát óc, cũng không tìm ra cách lý giải hành vi của đối phương. Đã không định giết người, vì cái gì còn muốn hiện thân đây? Dương Húc Minh nhún vai không trả lời. Ứng Tư Tuyết lần nữa nhìn về phía của hắn. Xem ra tình hình này không ổn còn hơn dự đoán rồi. Không tưởng tượng được Tiểu Tư có thể vô thanh vô tức lấy đi quyển nhật ký ngay dưới mi mắt của em. Dương đại sư, cô gái nói, anh sang phòng của em mà ngủ đi. Em ở bên cạnh, lỡ thời điểm anh đã ngủ say,
không có chút sức phản kháng nào mà tiểu tư lại xuất hiện. Nói không chừng cô ấy không nhịn được mà hấp diêm anh kìa to đấy. Mặc dù anh nói cái cảm giác người ta hiện tại không có ý định giết người, nhưng mà chúng ta không thể chủ quan lơ là phòng bị được. Lấy mạng mà đùa, anh nghĩ thế nào hả? Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý. Tốt, an toàn là trên hết. Thế là hai người sang phòng, thế là hai người sang gian phòng xếp phía bên của Ứng Tư Tuyết. Dương Húc Minh tiếp tục ngủ, Ứng Tư Tuyết thì ngồi bên cửa sổ, lấy điện thoại ra vừa chơi vừa ngó Trừng Húc Minh. Về phần cuốn nhật ký của tiểu tư, đã hoàn toàn biến mất tăm rồi. Ứng Tư Tuyết đã rà soát trong phòng của mình, cũng không có tìm được. Nhưng mà là tạm thời, cũng không cần quản chuyện này nữa. Cô nàng cứ vậy ngồi canh, nhìn Húc Minh chằm chằm vào giấc ngủ. Lúc này thì phía của Nhạc Chấn Đào cũng đã tìm được chỗ ở của Quỷ Diện. Nhưng mà hắn không có lỗ mãng tiếp cận quá gần, mà trước tiên là đánh một vòng, tìm được chỗ quan sát thuận lợi gian phòng bên kia. Kế tiếp, Nhạc Chấn Đào lấy ra thiết bị quan sát từ xa kèm camera quay chụp, nhắm ngay phòng của đối phương, rồi thiết lập cho máy quay bắt đầu ghi hình chờ đợi. Chờ cho thiết bị giám sát này ghi hình trọn vẹn mọi hoạt động trong ngày của khu nhà phía trước là được. Ứng Tư Tuyết ngồi trong phòng, thỉnh thoảng ngước lên nhìn về hướng của Húc Minh đang ngủ say. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Dương Húc Minh ngủ càng lúc càng sâu, hô hấp dần dần trở nên chậm rãi. Nhìn dáng vẻ ngủ ngon, thấy như vậy thì Tư Tuyết cười cười một mình. Nhìn có vẻ thoải mái đấy nha. Nằm trên giường, Dương Húc Minh tựa hồ nghe được thanh âm của Ứng Tư Tuyết, bỗng nhiên trở mình, miệng lẩm bẩm: Đại tiểu thư. Đại tiểu thư làm sao? Thì sau đó không nghe rõ. Ngồi bên cửa sổ, Ứng Tư Tuyết giật mình, nhịn không được cười khẽ: Đồ ngốc này, ngủ rồi còn nói linh tinh, mà dám nằm mơ gọi tên mình như vậy, không sợ chị Lý Tử ăn giấm chua hay sao? Cô gái cười cười bất đắc dĩ, lắc đầu nhìn Húc Minh vẫn đang ngủ say. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười của cô nàng trở nên cứng đờ, bởi vì nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống đột ngột, âm lãnh hàn khí bỗng lan tràn khắp nơi. Dương Húc Minh nằm trên giường lúc này, tựa hồ lâm vào một cơn ác mộng, thân thể khó chịu trở mình liên tục, mà khoảng không phía trên cơ thể của hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái bóng đen quỷ dị. Bóng đen này lơ lửng phiêu phù trên không trung, mơ hồ không rõ, như một hình chiếu ảo ảnh quái dị vậy, khiến cho người ta nhìn thấy mà phát lạnh lòng người. Ứng Tư Tuyết toàn thân cứng nhắc, kinh ngạc nhìn đạo bóng đen một mực trôi nổi bên trên cơ thể của Dương Húc Minh, cái gì cũng không làm. Nhưng mà theo thời gian kể từ lúc đó xuất hiện, biểu lộ của Dương Húc Minh càng lúc càng trở nên khó chịu, hô hấp càng lúc càng khó khăn nặng nề. Lý Tử, trong cơn mê mệt, hắn khó chịu thở dốc, thốt lên cái tên này. Mà bóng đen lơ lửng bên trên của hắn lẳng lặng cúi thấp đầu, mép váy nhấp nhô trong không trung, ngẫu nhiên thoáng lộ ra vài tia tinh hồng rực đỏ. Tư Tuyết kinh ngạc há to miệng. Nhưng mà sự việc phát sinh kế tiếp càng khiến cho người ta khiếp sợ. Bóng đen xuất hiện không bao lâu thì âm lãnh hàn ý tràn ngập khắp gian phòng. Đột nhiên, một luồng không khí lạnh lẽo từ đâu tràn tới. Ngồi bên cửa sổ, Ứng Tư Tuyết cảm nhận được từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phát hiện ra chẳng biết lúc nào, phía cửa chính có một bóng người trắng bạch đứng đấy, váy dài rủ xuống cúi thấp đầu, làn da không chút huyết sắc, hai tay ôm quyển nhật ký hồng nhạt, trên bìa nhiễm chút máu tươi, bộ dáng rất dọa người. Sau khi Dương Húc Minh ngủ say, tình huống xảy ra là như vậy sao? Lý Tử và Tiểu Tư đồng thời xuất hiện sao? Tư Tuyết căng thẳng,
thân thể căng cứng trong vô thức. Nhưng mà hai bóng quỷ này đều không để ý đến cô. Tiểu Tư vừa xuất hiện, lập tức trôi nổi tiến đến gần Húc Minh. Sau đó dừng lại cách một khoảng, chăm chú nhìn hắn đang ngủ say. Dường Húc Minh lúc này tựa hồ ác mộng lên đến cao trào rồi. Hắn khó chịu, xoay mình toàn thân, lẩm bẩm trong miệng. Tiểu Tư. Chương 492. Giống như mẹ. Tiếng gọi của Dương Húc Minh vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Giọng của hắn mặc dù hơi yếu ớt, nhưng mà tiếng gọi vô cùng rõ ràng. Ứng Tư Tuyết khẩn trương nhìn mọi thứ, ngay cả nửa lời cũng không dám nói. Cô không dám có hành động dị thường nào cả. Hai nữ quỷ khủng bố trong phòng khiến cô cảm thấy cực kỳ rùng rợn, cả người sợn hết cả da gà. Nói cách khác, trong ấn tượng của cô, hai nữ quỷ này chưa bao giờ tạo cho cô cảm giác đáng sợ như bây giờ. Mà càng sợ hãi, cô càng không dám lên tiếng. Ứng Tư Tuyết sợ mình chỉ cần hé ra nửa lời thôi sẽ bị hai nữ quỷ này tập kích. Nhưng mà khi tiếng thở dốc của Húc Minh vang lên, bóng đen bốn một mực lơ lửng trong không trung khẽ run nhẹ, sau đó biến mất. Nữ quỷ giống như ảo ảnh, cứ như vậy mà biến mất trước tầm mắt của Ứng Tư Tuyết. Nhưng mà chỉ vài giây sau thôi, bóng nữ quỷ mặc áo cưới đỏ tươi, tóc dài đen nhánh, làn da tái nhợt, khiến người ta sợ hãi, vô thanh, vô tức xuất hiện bên cạnh giường của Húc Minh. Sau khi nữ quỷ hiện thân, cũng không làm gì cả, chỉ nhìn chăm chăm Tiểu Tư ở một bên khác của chiếc giường. Nhưng mà có một điều không thể nghi ngờ, đó là khoảng cách của nữ quỷ và Húc Minh lại gần thêm. Thậm chí chỉ cần hơi duỗi tay một chút thôi, nữ quỷ có thể chạm đến đầu của Húc Minh đang mê man ngủ. Mà cái bóng trắng ở một bên khác của chiếc giường lại chỉ có thể dừng lại ở khoảng cách 2 mét, không thể tiến gần thêm được nữa. Khí lạnh âm hàn lượn lờ khắp trong phòng, nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột. Dù ngoài trời đang là mùa hè oi bức, nhưng mà bên trong phòng lại cực kỳ lạnh, như đang ở trong hầm ngầm tầng băng vậy. Áp lực khủng bố của hai nữ quỷ khiến người ta nghẹt thở, cộng thêm cái lạnh buốt thấu xương khiến ai nghĩ tới cũng cảm thấy rùng rợn, tê cả da đầu. Bên cửa sổ, Ứng Tư Tuyết mặt cứng đờ. Cô hận không thể tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt. Ban đầu cô còn tưởng rằng Lý Tử đã biến mất, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Hóa ra Lý Tử vẫn luôn ở bên cạnh Húc Minh, đồng thời còn xuất hiện sau khi Húc Minh chìm vào giấc ngủ say. Ứng Tư Tuyết đột nhiên ý thức được mình đang xen vào việc của người khác. Có Lý Tử bên cạnh, Tiểu Tư căn bản không có cơ hội giết chết Húc Minh trong lúc mê ngủ. Hiện tại trong phòng này, người nguy hiểm nhất cũng như khó xử nhất lại chính là cô. Nếu như đột nhiên Lý Tử và Tiểu Tư đều có cùng suy nghĩ, trước tiên phải đem người dư thừa như cô loại bỏ khỏi cuộc chơi, như vậy chẳng phải cô sẽ chết chắc sao? Ứng Tư Tuyết khẩn trương nhìn hai nữ quỷ trong phòng, ngay cả cử động nhẹ của cô thôi cô cũng không dám. Cô sợ mình chỉ cần cử động khẽ sẽ bị hai nữ quỷ này làm gọi ngay lập tức. Tình huống rằng co trong phòng bếp tiếp tục diễn ra. Tiểu Tư vẫn như cũ ôm quyển nhật ký trong ngực, lặng lặng đứng đấy, không có ý định rút lui. Trong phòng này không khí lạnh lẽo vẫn lượn lờ khắp nơi. Dương Húc Minh nằm trên giường khẽ xoay người, hắn có chút khó chịu, sau đó nói mơ. Nghe tiếng Húc Minh ú ớ, mặt của Ứng Tư Tuyết tối sầm lại. Tên ngốc này đến cùng là đang mơ cái gì vậy? Sao liên tục thay đổi tên gọi vậy? Định mệnh, ngày thường ngoài miệng lúc nào cũng một Lý Tử, hai Lý Tử, cả đời này anh chỉ có Lý Tử thôi. Thanh xuân của anh dành trọn cho Lý Tử rồi. Sao thật thì sao chứ? Trong mơ anh đã triệt để bại lộ rồi. Hóa ra
anh lại thích uống nhiều hộp sữa cùng một lúc hả? Ứng Tư Tuyết đang suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng nói mớ của Dương Húc Minh lại kéo cô về với cả thực tại lần nữa. Đại tiểu thư, anh khó chịu quá. Nghe Húc Minh thốt lên như vậy, Ứng Tư Tuyết giật thót tim. Cô có cảm giác khóc không ra nước mắt nữa rồi. Bởi vì Dương Húc Minh nói xong câu đấy, hai nữ quỷ đang giằng co trong phòng bỗng quay phát đầu lại, cùng nhìn về phía của cô. Ứng Tư Tuyết đứng bên cạnh cửa sổ, cô cảm nhận được hai luồng áp lực khủng bố cùng một lúc, như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Ứng Tư Tuyết đột nhiên cảm thấy người mình không rét mà run, mồ hôi lạnh sau lưng ào ạt tuôn ra. Dương Húc Minh ơi là Dương Húc Minh, anh hại chết em rồi. Em có tội tình gì đâu mà anh lại hại em thảm thấy như vậy. Tư Tuyết cảm thấy để Húc Minh ngủ trong phòng mình quả là ngu ngốc mà. Đáng lẽ phải nhét anh ta vào phòng đối diện, ngủ một mình mới đúng. Trời bắt đầu tối rồi sao? Nhạc Chấn Đào ngồi tựa vào lan can trên sân thượng, vuốt vuốt bụng của mình, sau đó ngồi dậy. Anh ta nhìn về cậu bé ngồi cạnh mình. Những tia nắng cuối ngày còn đang cố nán lại trên cơ thể đầy máu me của thằng bé. Nhạc Chấn Đào hỏi, trong lúc bố ngủ, chắc không có chuyện gì chứ hả? Cậu bé máu me khắp người khẽ gật đầu. Nhạc Chấn Đào nói, may quá, vậy ăn cơm chiều thôi. Anh ta lấy một cái bánh bao và một chai sữa bò trong ba lô ra, bắt đầu ăn tối. Chiếc camera nhỏ bên cạnh của anh ta vẫn như cũ, chĩa thẳng về căn lầu nhỏ phía xa xa. Anh ta đã theo dõi cả ngày rồi. Dù đã quay lại được khá nhiều tin tức hữu dụng, nhưng mà Nhạc Chấn Đào chưa có ý định rời đi. Anh ta muốn thu lại toàn bộ thông tin buổi tối. Thời gian quay càng dài càng tốt, như vậy mới có thể ghi chép lại quy luật hành động của quỷ diện, rất hữu dụng cho việc thiết lập cạm bẫy sau này. Anh ta nhìn sắc trời dần tối, sau đó tự nói với cả bản thân mình. Không biết tình huống của Dương huynh đệ và Ứng tiểu thư trong khách sạn thế nào rồi, nhưng mà nếu đã có Ứng Tư Tuyết chăm sóc, Dương huynh đệ hẳn là không còn lo lắng gì nữa. Nhạc Chấn Đào thở dài cảm thán nói, Dương huynh đệ thật may mắn mà, có người con gái tốt như Ứng tiểu thư ở bên cạnh chăm sóc. Giá như mình cũng được như vậy thì tốt biết mấy. Hát xì. Triệu Trúc đang ngồi xem TV bỗng nhiên hát xì mạnh, làm cô bé ngồi bên cạnh giật mình. Dì ơi, dì vẫn ổn chứ? Sau đó San San vội vàng đưa khăn tay cho dì của mình. Triệu Trúc tiếp nhận khăn tay, cô lau mũi sau đó nói, hát xì thôi, nhưng mà cũng không biết ai ở sau lưng đang nhắc tới gì vậy. Cô bé ném khăn tay vào thùng rác, sau đó lầu bầu nói, nhắc mới nhớ, bố của cháu đi cả ngày rồi mà chưa về. Đêm nay có lẽ chỉ có dì cháu mình ăn cơm với nhau thôi. San San đáp, không sao đâu ạ, cháu và dì ăn cơm với nhau cũng được mà. Bố khẳng định đang làm chuyện gì quan trọng rồi, dì cháu mình đừng khiến bố lo lắng. Tiểu Trúc cười nheo nheo mũi cô bé nói, cháu bây giờ lại dạy cả dì nữa cơ đấy, dì làm sao trách bố cháu được, dì chỉ đang hơi giận dỗi đi thôi. Cháu xem đấy, ông ấy suốt ngày chạy loạn khắp nơi, bỏ mặc cháu cho dì chăm sóc, hoàn toàn biến dì thành một cô bảo mẫu rồi, thực sự quá đáng ghét mà. San San nhíu cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn của mình nói, trước giờ cháu không thấy dì giống bảo mẫu đâu, dì tốt với cả cháu như vậy, quả thực không khác mẹ cháu chút nào cả. Trong tâm cháu từ lâu đã coi dì giống như mẹ của mình rồi. Tiểu Trúc sửng sốt một chút, giống như mẹ? Cô nhìn đứa nhỏ trước mặt, cảm thấy có chút bất đắc dĩ cười nói, con bé này thật là, dì của cháu còn chưa kết hôn đâu, làm sao trở thành mẹ được. Lần sau không cho phép cháu nói lung tung đâu nhé. Cháu mà nói như vậy chẳng khác nào chê dì già rồi đúng không? Cháu phải gọi dì là chị mới đúng. San San lại rất chân thành, cô bé tiếp tục nói, thế nhưng mà trong lòng của cháu thực sự coi dì là mẹ mà. Trừ bà của cháu ra thì dì và bố là người tốt nhất với cháu trên thế gian này đấy.
Nếu như dì là mẹ cháu thì tốt biết mấy. Mặt cô bé lộ vẻ chờ mong ngước nhìn Tiểu Trúc. Triệu Trúc thì đang uống coca, nghe vậy phụt hết ra ngoài. Cô vội vàng nói: con bé này lại lung tung rồi, dì làm sao có thể gặp cho bố cháu được? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chương 493: Khách quý khó gặp. Sau này cháu đừng có nói bậy nữa nha, có nghe lời gì không hả? Triệu Trúc luống cuống tay chân, mặt đỏ dần như nước sôi đổ lên đầu rồi. Cả hai vành tai cũng đỏ bé. Cô ta nói: cháu không được nói như vậy nữa, dì là dì, không được gọi là mẹ, đặc biệt là trước mặt ba ba của cháu. Cháu không được nói mấy lời này đâu. Triệu Trúc vừa nói vừa hồi hộp. Trước lời dặn dò nghiêm túc của Triệu Trúc thì San San cảm thấy mất mát cúi đầu. Cháu biết rồi. Giọng con bé khá uể oải. San San không nói vậy nữa đâu. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, ngoại trừ tiếng tivi. Triệu Trúc vuốt mạnh vào mặt mình, rồi lấy khăn tay lau sạch vết nước ngọt. Cuối cùng bình tĩnh lại cảm xúc. Cô ta quay lại, thấy con bé vẫn ngồi buồn bã trên ghế sofa, cúi đầu, không nói một lời. Mặc dù San San không khóc ròng lên, nhưng mà thái độ hiểu chuyện, trầm mặc, im re thế này là khiến người ta băn khoăn đấy. Triệu Trúc chần chờ vài giây rồi nói: San San, cháu thích gì thật hả? Cô bé ngẩng đầu, gật đầu một cách nghiêm túc. Dạ, thật mà. Cô bé nói bằng một giọng nặng nề. Trừ bà nội và ba ba ra, từ trước tới giờ chưa có ai đối xử tốt với cả San San như dì Trúc cả. Vậy cũng được. Triệu Trúc nói: về sau nếu mà không có ai xung quanh, lúc anh rể của dì không ở đây. Triệu Trúc nuốt ực một cái, tỏ vẻ e thẹn. Con có thể kêu dì là mẹ? Ánh mắt của con bé lấp lánh hẳn lên. Thật hả dì? Nhưng chẳng phải dì mới vừa không có sao? Không sao không sao, nếu chỉ có hai chúng ta thôi, vậy con cứ kêu thoải mái đi. Triệu Trúc miễn cưỡng bảo: chỉ cần anh rể không biết là được. Cô nhóc im lặng vài giây, cẩn thận nhìn Triệu Trúc. Thật hả? Dì hứa đi. Triệu Trúc cười lớn gật đầu. Thế là San San ôm choàng Triệu Trúc rồi nói: mẹ ơi, con vui quá, con có mẹ rồi. Cái cảm giác này thật là... Cô ấy bèn run rẩy ôm chặt lấy San San, chặt đến nỗi con bé bắt đầu cự nữ. Dì, con khó thở nha. À, dì xin lỗi. Triệu Trúc vội vàng buông con bé ra. Sắc mặt cô gái đỏ ửng. Cô ấy nhìn chằm chằm con nhóc trước mặt, xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng lên tiếng: San San, thôi sau này tốt hơn là cháu cứ kêu bằng dì đi, đừng gọi bằng mẹ. Xưng hô kiểu này gây ra sát thương quá mạnh, mắc cỡ cũng có thể chết người đấy. Trong căn phòng của Dương Húc Minh, từng luồng gió lạnh lẽo âm u đang lượn lờ. Ứng Tư Tuyết ngồi cứng đờ cạnh cửa sổ, không thể nào nhúc nhích được. Cô ấy đã ngồi đây cả ngày rồi. Sâu trong lòng thì cô nàng bắt đầu đói bụng mất rồi, nhưng mà chẳng dám ngu ngốc mà di chuyển. Giữa những tia sáng âm u xen kẽ, Ứng Tư Tuyết trông thấy rõ cảnh tượng trước mắt đang hiện ra. Dù là ban ngày ánh nắng mặt trời tươi sáng, nhưng mà trong căn phòng này vẫn bộc lộ một cảm giác đè nén, âm u khó tả. Nó tựa như một khoảng không tối đen vậy, âm trầm, một không gian chỉ có thể tồn tại khi về đêm. Giữa căn phòng tối hiu hắt, thậm chí Ứng Tư Tuyết có thể nghe thấy tiếng hô hấp của chính mình. Nhưng mà cô ấy khẳng định hai vị lệ quỷ kia vẫn còn ở đây. Hai làn gió lạnh lẽo hoàn toàn khác biệt vẫn lượn lờ xung quanh căn phòng này. Dương Húc Minh vẫn nằm mê man trên giường. Sự im lặng trước cơn bão vẫn đang hành hạ tinh thần của Ứng Tư Tuyết như vậy. Và sự hành hạ này vẫn còn tiếp tục, chẳng biết kết thúc khi nào cả. Thế nhưng mà em đói bụng lắm rồi, hai bà chị của em ơi.
Em còn sống sờ sờ, em còn muốn ăn cơm. Ứng Thư Tuyết tiếp tục nghe ra tiếng ọc ạch trong bụng của mình. Cô nàng ngồi đó một cách tuyệt vọng, liên tục cầu nguyện cho Dương Húc Minh nhanh chóng tỉnh lại, càng sớm càng tốt. Ít nhất là cô ấy đang suy nghĩ đến chiều hướng lạc quan nhất. Miễn Dương Húc Minh tỉnh lại, hai bà chị này sẽ biến đi. Thế nhưng tên Húc Minh chết bầm này nằm ngủ cả ngày trên giường nệm rồi, ngủ như một con lợn vậy, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu tỉnh giấc. Hơn nữa khi nằm ngủ, hắn còn kêu những cái tên khác nhau. Suốt cả ngày này, hắn gọi tên Lý Tử hết 762 lần, gọi Tiểu Tư được 6 lần, gọi Đại Tiểu Thư được 721 lần, và có một lần gọi cái tên Từ Huyên. Ơ nhỉ, Từ Huyên là ai? Tên chết tiệt này còn chim chuột với cô nào tên Từ Huyên sao? Ứng Thư Tuyết vừa hồi hộp vừa hoang mang. Cô ấy chẳng nhớ ra bất cứ thông tin nào đến cái tên Từ Huyên cả. Thế nhưng mà khi cô ấy lẩm nhẩm cái tên này, lại có cảm giác từng nghe qua đâu đó rồi. Đừng nói đây là tên của ả nữ quỷ hoa Bỉ Ngạn đấy nhé. Từ Tuyết cạn lời, quan sát giường nệm cẩn thận. Tiếng hít thở của Húc Minh vẫn vang đều đặn trong phòng. Chẳng ngờ hắn lại gọi ra cái tên kia ó khi ngủ. Chẳng lẽ ả nữ quỷ hoa Bỉ Ngạn có quan hệ gì đó khá khăng khít với cả hắn hay sao? Chẳng biết khi nghe Húc Minh hô cái tên này, hai bà chị khủng khiếp còn lại ở trong phòng có cảm giác gì đây? Trời tối dần rồi, căn phòng tối như mực vậy. Từ Tuyết chẳng thể nhìn thấy cái gì cả. Cảm giác đói bụng cứ lần vẩn, có chút uể oải, rồi vô cùng mệt mỏi. Ngay lúc ấy, Từ Tuyết bỗng nghe thấy có tiếng lục lạc reo vang. Tiếng chuông thanh thúy êm tai, nhưng mà đang dần lối bước lên một con đường nào đấy, lại như chuông gọi hồn ai vậy. Dương Húc Minh ngạc nhiên khi thấy bản thân của mình đang đứng giữa màn sương mù. Hắn đờ đẫn mờ mịt nhìn lớp sương màu xám rồi lại máu đang phủ khắp xung quanh, hoàn toàn chẳng thấy rõ đây là đâu cả. Ấy thế mà tiếng chuông đồng vẫn reo vang vẳng tận sâu trong màn khói mờ âm trầm kia. Tiếng chuông ấy có cảm giác rất quen thuộc, vô cùng thân thiết. Dường Húc Minh vô thức bước dần về nơi có tiếng chuông vang lên. Làn khói mờ máu mở rộng một con đường quang đãng để hắn tiến vào. Chân của hắn dẫm lên một lớp nền đất sơ cứng. Dường Húc Minh cứ bước thẳng tới, đột nhiên nhận ra làn sương mù tan đi, cảnh vật xung quanh hiện ra rõ rệt trong tầm mắt của hắn. Đó là một dòng sông máu rộng mênh mông đang phun trào gần vị trí của hắn đứng. Cạnh dòng huyết hà ấy, từng đóa hoa Bỉ Ngạn yêu diễm đang nở rộ. Giữa bụi hoa hồng thắm, một cô gái đứng im. Cô ấy xoay lưng về phía của Húc Minh. Ngay lúc Dương Húc Minh trông thấy người phụ nữ này, cô ấy cũng dịch chuyển nhẹ nhàng thân thể. Sau đó, cô nàng xoay người lại, trông thấy Húc Minh. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt của cô gái. À ha, anh Minh hả? Khách quý khó gặp nha. Cô gái có một gương mặt mỉm cười vô cùng quỷ dị, chân dẫm bụi hoa tiến đến gần Húc Minh. Anh sắp chết rồi hả? Không ngờ anh lại lạc bước đến đây. Xem ra tình hình cơ thể của anh hiện tại không được ổn cho lắm nhỉ. Cô ấy đang cười, nhưng mà nụ cười ấy lại khiến người khác có cảm giác vô cùng đáng sợ, cực độ khủng khiếp. Đó chỉ là một nụ cười dịu dàng, nhưng phảng phất đằng sau là một diện mạo ác quỷ, khiến da đầu của Húc Minh tê dần. Hắn vô thức lùi lại sau một bước, kích động mở lời. Cô, tại sao? Dương Húc Minh chợt nhớ ra, nơi mà mình đang đứng dừng chân, khiếp sợ cùng cực. Từ Huyên, cô là Từ Huyên à? Tên của cô là Từ Huyên, phải không? Chương 494. Đáng chết từ lâu. Ngay khi Dương Húc Minh nói cái tên này ra, cô gái đứng giữa khóm hoa Bỉ Ngạn liền giật mình. Cô nàng sửng sốt, tỏ vẻ kinh ngạc. Sao lại biết tên em vậy? Anh Minh,
Anh nhớ lại rồi sao? Thế đúng là một chuyện đáng mừng nha. Không ngờ anh Minh lại nhớ đến tên của em đấy. Làm em vui đến chết mất. Vui lắm. Vui đến nỗi hận mình không thể giết chết anh ngay lập tức. Cô gái đó cười rất sán lạn, bước liên tục về hướng của Húc Minh. Khoảng cách giữa hai bên càng gần, Dương Húc Minh thì càng cảm nhận làn hơi lạnh thấu xương, âm mưu, đi kèm với sát ý kinh khủng. Vào thời điểm cảm nhận được sinh mệnh của mình bị uy hiếp, hắn lùi về sau hai bước theo bản năng. Rốt cục cô là ai? Dương Húc Minh khẩn trương hỏi câu đấy. Tại sao cô biết tôi? Tại sao cô lại muốn giết tôi? Nghe xong thắc mắc của Húc Minh, cô gái vốn dĩ đang tiến đến nơi này bỗng nhiên khựng lại, vẻ mặt ngơ ngác. Cô nàng vẫn đứng giữa những khóm hoa, nghiêng nhẹ đầu nhìn Húc Minh từ đầu đến chân. Hay, cô ấy thất vọng nói. Cứ ngỡ anh Minh đã tìm lại được ký ức rồi, kết quả anh vẫn là một gã ngốc. Chuyện này khiến người ta thương tâm lắm nha. Thôi được rồi. Sự hứng thú giảm hẳn trên gương mặt, cô ta đứng yên tại chỗ. Dù gì đi nữa thì có giết anh ngay lúc này cũng chẳng có bất cứ giá trị gì cả. Nhìn dáng vẻ của anh, chắc đang rơi vào trạng thái có thể mất mạng ở bất kỳ khoảnh khắc nào, đúng không? Đáng tiếc lắm anh Minh ạ. Tại sao anh lại không chết dưới tay của em chứ? Rõ ràng là chết trong tay của em sẽ tốt hơn rất nhiều. Cô nàng thở dài tỏ vẻ đáng tiếc. Cô ta đứng ở nơi đó nhìn Húc Minh từ phía xa. Dòng sông máu phun trào bên cạnh thân thể. Trong huyết hà đặc quánh ấy, có từng gương mặt thống khổ lặn ngụp, y hệt cảnh địa ngục trần gian vậy. Từng đóa hoa bỉ ngạn đỏ thẫm diễm lệ tô điểm cho cô gái đứng giữa khu vườn càng yêu dị hơn. Cả người cô nàng tỏa ra một luồng tà khí thê mỹ. Cô ta nhìn Húc Minh nói. Tạm biệt anh nhé, anh Minh. Dĩ nhiên là dù có tới đây hay không thì anh cũng sắp chết rồi. Xem như là chuyện tốt vậy. Dù gì đi nữa, kẻ như anh nên đáng chết từ lâu rồi. Xoa xoa cái đầu đau như búa bổ, Dương Húc Minh chậm rãi ngồi dậy, nhận ra cả không gian đen kịt trong phòng mình, chẳng thấy đèn đuốc đâu cả. Bên cạnh cửa sổ, hắn thấy một dáng hình quen thuộc. Thế nhưng khi hắn thức dậy, cô ta vẫn chẳng nói lời nào, ngồi yên một chỗ, mặt lạnh lùng nhìn hắn, tựa như hắn là một con lệ quỷ vậy. Hắn ngơ ngác nhìn đứng tư tuyết rồi hỏi. Trời tối như vậy rồi sao em lại không bật đèn lên? Em tiết kiệm điện như vậy hả? Ứng Tư Tuyết ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, để mặc ánh trăng chiếu rọi lên người. Cô ấy lên tiếng. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, không thì em chết mất. Dương Húc Minh xoa nhẹ mi tâm, thắc mắc hỏi. Em đang chờ anh đi ăn cơm chung hả? Sao lại như vậy? Có đói thì đi ăn trước đi chứ. Khi nào anh thức dậy anh tự ăn được. Ứng Tư Tuyết trừng mắt nhìn Húc Minh. Ăn cái. Anh chỉ biết quan thôi hả? Ăn con khỉ nhà anh ấy. Mà nè, Tư Huyên là ai vậy? Lúc anh ngủ, anh hô cái tên đó 27 lần nha. Tại sao em lại không biết anh còn chim chuột với cô nào tên Tư Huyên hả? Giờ hôm mình sửng sốt. Tư Huyên, lúc ngủ anh gọi tên đó sao? Tư Tuyên gật đầu. Đại tiểu thư, em quên rồi sao? Húc Minh nói. Khi chúng ta ở tòa biệt thự cũ nhà họ Dương, có một phòng ngủ của con gái. Phòng đó là của cô nàng tên Từ Huyên đấy. Anh thấy cái tên đó trong một quyển sách của cô ta. Nếu mà anh đoán đúng, đó chính là tên của ả ác linh Hoa Bỉ Ngạn. Dương Húc Minh nói tiếp. Chỉ là tại sao anh gọi tên cô ta khi ngủ nhỉ? Hay là anh mơ thấy cô ta? Hắn có vẻ hoang mang. Từ Tuyết nhìn hắn nói. Có mơ thấy cô ta hay không thì tự anh không biết hả? Cô nàng bóp nhẹ bắp chân, vịn ghế sofa đứng dậy. Đi ăn cơm trước đã. Em sắp chết rồi. Gương mặt của Ứng Tư Tuyết tràn đầy ai oán. Chờ cơm nước xong xuôi đi. Anh đi thẳng về phòng của mình mà ngủ đi nhá. Đừng có ghé qua phòng em nữa. Em chưa cố sống đủ hả? Nên không muốn chết đâu.
Hồng Minh ngạc nhiên. Vì sao vậy? Bởi vì khi anh ngủ, hai vị bạn gái lệ quỷ đáng sợ của anh sẽ hiện thân, đứng đó lườm nhau. Ứng Tư Tuyết nhớ lại chuyện ban nãy, tỏ vẻ bối rối. Khi anh ngủ, quả thật là anh đang ngủ trong trạng thái an toàn nhất. Lý Tử phòng thủ bên cạnh của anh, nửa bước không rời. Tiểu Tư cũng đứng ở đó, nhìn anh chằm chằm. Cơ bản là chẳng có ai dám vào đây hết cả. Ngay cả quỷ diện có giết đến, chắc chắn sẽ bị hai vị lệ quỷ này tấn công cùng một lúc thôi. Hay là thế này đi, anh mò đến nhà quỷ diện rồi nằm ngủ ở đó đi. Không chừng ngay lúc quỷ diện tỉnh giấc thôi là ả bị đánh cho nổ tan xác rồi. Dương Húc Minh gượng cười nhẹ, hiểu rõ lý do vì sao Ứng Tư Tuyết không thể ra ngoài ăn cơm. Thì ra là thế. Nhưng mà theo anh nghĩ, dù Lý Tử và Tiểu Tư có hợp lực cũng không phải là đối thủ của quỷ diện đâu. Tư Tuyết quay lại nhìn hắn chằm chằm thét lên. Là em đang kẻ khổ, anh không hiểu hả? Dương Húc Minh gật đầu như gà mổ thóc vậy, cười làm lành. Nghe rồi, hiểu rồi. Ừ, giờ đi ăn cơm đi. Ứng Tư Tuyết xoa bụng, gương mặt xoắn xuýt. Giờ mà không ăn thì em chết vì đói mất đấy. Cứ như vậy, hai người lần lượt rời khỏi nơi này, đi vào phòng ăn. Dương Húc Minh vẫn thế, ăn cơm nhiều đến dọa người, gần bằng sức ăn của ba tên đàn ông rồi. Thậm chí, phong cách ăn và lượng đồ ăn kia đã làm người phục vụ kinh ngạc. Ứng Tư Tuyết quan sát sắc mặt của Dương Húc Minh. Cho đến khi hắn ăn gần xong rồi, cô nàng bèn lên tiếng. Cảm giác anh lúc này có vẻ khỏe khoắn hơn hồi sáng đấy. Xem ra, nếu cứ thế này thì chẳng bao lâu Lý Tưởng có thể quay lại rồi. Thế hả? Trong khi Hiệu nhai nhuốt, Dương Húc Minh ngẩng đầu lên, khóe môi còn dính vài hạt cơm. Hắn trực tiếp thè lưỡi ra, liếm nhẹ mấy hạt cơm trên miệng, nuốt vào mồm rồi trả lời. Anh có cảm giác hôm nay khỏe hơn hẳn hôm qua đấy. Hết bị đau bụng này, trừ việc rất buồn ngủ ra thì chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Ứng Tư Tuyết liền nhớ lại tình cảnh trong căn phòng buổi sớm, liền quýnh quáng lên. Vậy anh ăn cơm xong thì về phòng mà ngủ liền đi, bồi dưỡng tinh thần đầy đủ. Lý Tử sẽ sớm quay lại thôi. Hiện giờ anh là hy vọng cuối cùng của nhóm mình đấy. Chỉ cần thầy giáo Nhạc có bước đột phá trong điều tra thôi, chúng ta có thể bố trí kế hoạch đối phó với cả quỷ diện, mà khi đó chắc chắn Lý Tử sẽ là chiến lực chủ yếu trong kế hoạch của cả bọn đấy. Chương 495: Lấy đông hiếm yếu. Sau khi rời khỏi phòng ăn thì Dương Húc Minh trở lại gian phòng của mình, lủi thủi nằm trong phòng. Hắn cảm giác mình càng ngày càng giống heo, mỗi ngày chỉ ăn rồi lại ngủ, ngủ xong lại ăn. Hành động như vậy cứ lặp đi lặp lại khiến hắn phát chán. Giờ đây hắn thực sự rất thèm chơi game. Dương Húc Minh đứng trên ban công, vươn vai, sau đó hắn nhìn về phía dòng sông Trường Giang trước mặt. Trong đêm tối, tiếng nước chảy ào ào sôi sục bên tai, nghe giống như là những cơn gió đang rít gào vậy. Chẳng biết tại sao Dương Húc Minh thấy những cảnh như vậy rất quen thuộc. Hắn cảm giác mình đã trải qua rồi, nhưng mà khi cẩn thận suy nghĩ lại thì hắn không có ấn tượng gì cả. Hai bên bờ sông Trường Giang, ở giữa màn đêm trong thành thị, ánh đèn lấm ta lấm tấm, nhìn vào khiến người ta có cảm giác lung linh huyền ảo. Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy. Bỗng nhiên hắn thất thần, bên tai của hắn dường như có tiếng cười nhẹ. Sau đó, những cơn gió đang gào rít trở nên lạnh lẽo dị thường. Cái cảm giác âm hàn đầy tà khí này lượn lờ quanh người của Húc Minh. Hắn kinh sợ, cố gắng ổn định lại tinh thần của mình. Nhưng mà hắn chợt phát hiện ra bên cạnh của mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bóng người. Khuôn mặt quen thuộc, tràn ngập tà khí, lại còn mang theo cảm giác uy hiếp chí mạng khiến người khác rùng mình. Bóng người bên cạnh của Húc Minh khiến hắn cảm thấy cô ta giống như một con nhện độc khổng lồ, chứ chẳng phải một cô gái yếu đuối. Càng như vậy, hắn lại càng thấy e sợ,
phát ra từ tận đáy lòng của mình. Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt, cả người nổi da gà. Hắn hỏi ngược lại, sao cô lại ra được đây? Từ Huyên chẳng phải đang ở trong thế giới huyết hà sao? Vì cớ gì lại xuất hiện ở bên ngoài? Dù lần trước cô ta đã xuất hiện ở Vương Quan Doanh rồi, nhưng mà đó là nhờ cha của mình mở một con đường thông tới cửa thế giới huyết hà. Hiện tại thì Dương Húc Minh đâu có làm gì mà sao cô ta cũng ra được? Dương Húc Minh mặt lộ vẻ khó hiểu. Không gian ban công mặc dù lớn, nhưng mà Dương Húc Minh cũng không trốn tránh được. Hắn dựa lưng vào tường, hắn ước giá như mình có khả năng xuyên tường, hắn sẽ trực tiếp chạy sang phòng bên cạnh. Mà trong gió đêm thì cô gái kia vẫn lặng lặng đứng tại chỗ, ngoái đầu lại nhìn hắn một chút, cười trêu chọc. Anh nhìn thấy em mà lại sợ hãi như vậy sao? Anh Minh, bộ dạng này của anh khiến em đau lòng lắm anh biết không? Khó khăn lắm em mới có cơ hội ra đây gặp anh một lần đấy. Anh lại nỡ đối xử với em như vậy, khiến lòng của em đau như cắt rồi. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt. Hắn lén liếc nhìn trong phòng. Sát phụ kiếm vẫn lặng lặng đặt trên chiếc tủ ở đầu giường. Tính ra cách chỗ này khoảng 8 mét. Nếu như hắn có thể vượt qua khoảng cách đó trong 2 giây thì may ra. Trên ban công, tiếng cười nhẹ của cô gái vang lên. Anh Minh, đừng nhìn nữa, không có cơ hội đâu. Sau đó cô gái nhìn lại về phía dòng sông Trường Giang, cô nói, anh không có cơ hội lấy thanh kiếm kia đâu, mà cho dù anh có lấy được nó, cũng không tạo thành uy hiếp gì với em được đâu. Anh bây giờ quá yếu, yếu đến mức em chỉ cần tiện tay bóp nhẹ một cái thôi là anh chết rồi. Hai tay cô chống cằm, tựa vào lan can. Hai mắt của cô nhìn dòng người đang tới lui trên đường phố, không quay đầu nhìn Húc Minh. Nhưng mà Húc Minh đang nép mình vào trong góc tường, cũng không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ cả. Hắn tựa lưng vào tường, cả người căng lên, sẵn sàng chạy trốn bất cứ khi nào. Coi như nữ quỷ Bỉ Ngạn Hoa này tự tuyên bố mình cường đại, nhưng mà Dương Húc Minh cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết được. Bất quá, nhìn tình huống hiện tại, cô ta lần này tới dường như không phải để giết mình, có lẽ vẫn có thể nói chuyện được. Dương Húc Minh cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương hỏi, sao cô lại ra được đây? Không phải lệ quỷ rơi vào huyết hà rồi là không thoát được sao? Khóe miệng cô gái mỉm cười, trông ngọt ngào đáng yêu vô cùng. Cô nhìn về phía ánh đèn phố lung linh, không quay đầu lại nói, bởi vì anh sắp chết đấy. Khi người ta sắp chết rồi sẽ thấy được em. Chuyện này hẳn là anh đã từng trải qua rồi, lúc anh nhận được năng lực. Nét mặt cô gái không thay đổi, nhưng mà con mắt bên trong chuyển động liên tục. Hai tròng mắt màu đen liếc Dương Húc Minh, vừa cười vừa nói, chẳng lẽ anh nghĩ đó là chuyện ngoài ý muốn sao? Thế giới huyết hà không phải ai cũng vào được đâu. Lông mày của Húc Minh nhíu chặt lại. Ý cô là lần trước lúc thực hiện nghi thức hồn tiền hiền thánh, quá trình đó có chút không đúng sao? Những người dẫn đường khác không giống tôi hả? Miệng cô gái khẽ cười duyên, cô ta lắc đầu, bộ dạng rất vui vẻ. Trời ơi, anh Minh thật là ngây thơ. Anh tưởng rằng người dẫn đường có thể đi vào thế giới huyết hà kia sao? Suy nghĩ của anh thật dễ thương quá đi mất. Thật ra người dẫn đường dùng nghi thức hồn tiên hiển thánh cũng sẽ không nhìn thấy huyết hà đâu, càng không thể đi vào nơi đó được. Anh căn bản là cũng không hoàn thành nghi thức kia, cho nên anh không có tư cách trở thành người dẫn đường. Anh có thể đi vào huyết hà bởi vì có em ở đó. Vì có em nên anh mới có thể nhìn thấy cảnh hoa Bỉ Ngạn nở rộ. Cũng nhờ có em ở đó, anh mới thấy được cảnh tượng khủng bố mà những người chết mới có tư cách nhìn thấy. Tất cả là nhờ có em. Cô gái cười đến mức muốn quặn cả bụng. Cô ta tiếp tục nói, hóa ra anh mình suy nghĩ cả nửa ngày trời mà vẫn mơ mơ màng màng, không biết chút gì hết sao? Anh thực sự quá đáng thương, bị quyển sách nát kia lừa bịp.
Dáng vẻ đáng yêu ngốc nghếch của anh Minh lúc này thật sự quá đáng yêu đi mà. Đáng yêu đến mức khiến người ta không nhịn được, chỉ muốn cắn một miếng thôi. Cô ta xoay người, liếm liếm bờ môi, chậm rãi lại gần Dương Húc Minh. Anh Minh, chỉ cắn anh một miếng thôi, chắc hẳn là không vấn đề gì chứ. Âm thanh lãnh hàn ý, đột nhiên lượn lờ khắp ban công. Cái bóng người dưới chân của Húc Minh bỗng nhiên kéo dài ra ngoài, giống như một thanh kiếm sắc mịn vậy, chĩa thẳng về hướng cô gái đang đến gần. Sau đó dừng lại cách người cô vài centimet. Không khí giống như đông kết vậy. Vẻ tươi cười trên mặt cô gái dần dần biến mất. Cô ta cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân, sau đó cười nhạt một tiếng, cả người trở nên lạnh lùng. Chỉ bằng cưng bây giờ muốn ngăn chặn chị sao? Cưng đã trở nên thê thảm như vậy rồi, phải dựa vào anh Minh mới có thể giữ lại chút hơi tàn không tiêu tán. Đã chật vật lắm rồi, thân mình còn lo chưa xong mà dám cản chị hả? Cưng không phải là ác quỷ khủng bố có thể xé mở huyết hà chui ra nữa. Bây giờ cưng chẳng khác nào con gà con cả. Chỉ cần chị bóp nhẹ một chút thôi là cưng chỉ có con đường chết. Cô gái khinh thường cười lạnh. Cô không thèm nhìn cái bóng dưới chân nữa, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhưng mà ngay khi cô vừa đặt chân bước tiếp thôi, một cỗ gió lạnh âm hàn từ trong nhà thổi tới. Một bóng người trắng bệch vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng ngủ. Một cô gái mặc váy dài trắng tinh bay phấp phới trong gió đêm im ắng, tay ôm quyển nhật ký bìa đỏ như máu. Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta rùng mình rồi. Bầu không khí trên ban công lại ngưng động một lần nữa. Nữ quỷ Hoa Bỉ Ngạn nghiêng đầu, dùng góc nghiêng mà người bình thường tuyệt đối không thể nào làm được, nhìn ngắm chăm chú bóng quỷ trắng bệch trong phòng. Trong miệng nữ quỷ phát ra tiếng cười đùa giễu cợt. Muốn ỉ đông hiếp yếu à? Và quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tiến xin được dừng tập lại ở đây. Và rất là mong quý vị sẽ luôn luôn đồng hành và ủng hộ cùng với cả Bá Tiến. Và trong mùa dịch Covid thế này thì dù quý vị có ở ngoài hay trong nước, Bá Tiến xin được chúc quý vị sẽ luôn luôn giữ được sức khỏe của mình, tránh được bệnh dịch, và quý vị có thể vượt qua được một năm 2020 nhiều biến động cũng như là Bá Tiến vậy. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.